Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo, các cựu học sinh về tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường và đón nhận huân chương lao động hạng 3 trường trung học cơ sở Trực Thái. Thay mặt cho đội văn nghệ nhà trường, xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô và các cựu học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây là chương trình văn nghệ chào mừng. Mở đầu là ca khúc Ca ngợi Tổ quốc, nhạc và lời Hồ Bắc, tiết mục do các thầy cô giáo và các em học sinh trình bày. Xa những thuyền xuôi dòng kia từng và lúa đua trong nắng phất phơ nhẹ rung kia lấp lánh than trên tàu.